Bạn dễ hình dung, ví dụ cái chữ đi. Đây, thì để ngoài ra thì làm thử. Đây, bây giờ bạn bấm vô cái chữ motion, bạn sẽ thấy nó có một cái tâm. Chữ đây ha. Đây, cái tâm ở đây. Nếu cái tâm ở đây, bạn rotation. Là nó quay như thế này. Còn nếu thầy đưa cái tâm nó về ở giữa, thì cứ nắm cái này bằng canh. Mình nắm cái tâm bằng canh. Đây. Đây, đưa cái tâm về ở giữa. Đúng không? Thì lúc này mình rotate nè. Đó, bạn thấy không? Đấy, rotate tại này. Nhớ nghe. Các bạn muốn đưa cái tâm nó qua bên này. Cái carbon này nè. Cái nail á. Đây, ví dụ cái này. Thì lúc này bạn rotate nè. Đó, nó lấy cái này làm cái tâm. Như một cái bản lề như thế. À, đó, bạn nhớ cái này cho nên. Muốn mà cái chữ nó quay ở giữa là cái logo cũng thế, ví dụ như bạn muốn nó đứng tại giữa màn hình nó cứ show, nó quay chứ thôi nó quay vòng vòng ra ngoài màn hình đó. Giờ thì kéo lại cái logo vậy. Đây, bạn thấy cái tâm nó đâu, bạn bấm vô cái chữ motion nè, nó mới xuất hiện. Bây giờ đưa cái tâm nó về giữa cái chữ ra đây. À thì bạn chỉ việc cứ kéo nó. Kéo ngang, kéo dọc. Đấy, bây giờ cái tâm ở đây ha. Đây, cái tâm đây. Rồi bây giờ bạn cứ scale thì ở giữa nó phóng lớn lên, bạn thấy không? Nhỏ lại. Thấy không? Nó không có đi đâu, cái tâm mà. Rotate cũng thế, nó nằm ở giữa nó quay tròn. À. Chứ mà bạn để cái tâm chỗ khác thì nó quay cái chữ này nó lấy cái tâm ở giữa màn hình là nó quay ao ra ngoài màn hình luôn. Nhớ cái đấy, cho nên cái tâm của nó là cái in carbon. Đấy. Đấy, bạn thử lại cái tâm đó ha. Còn cái này nó không có chuyên lắm. Cái After Effects nó mới chuyên về diễn hoạt, còn cái này là những cái đơn giản thôi. Cho nên khi bạn diễn hoạt nó luôn luôn có một cái thanh. À, nó cái đường khơ rồi này kia nhiều lắm. Bạn bung nó ra bạn thấy. Rồi cái điểm này bạn có quyền lít chuột phải chỉnh sửa nó rồi xóa rồi uốn cong rất là nhiều á. Bạn thấy kéo lên kéo xuống cái tốc độ đó. Ở đây nó tốc độ nhanh chậm. Nhiều thứ lắm. Mà bên này nó không có chuyên. Nên bạn có quyền uốn cong nó khác đi nó nhiều thứ lắm. À, bạn thấy không? Cái đường đi nó khác. Ở cái đường đi nó khác. Đấy. Từ từ mình sẽ học cái này sau. Buổi đầu bạn học là bạn ngọt. Ngọt gì nó.